nhân vật truyền cảm hứng nhan sắc mới khởi đầu mới mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị tuần này, đó là chị Trần Thị Kim Cúc đã cùng với chúng tôi đồng hành chữa trị trong suốt một năm. Bởi làn da của chị bị thâm nám và lão hóa nặng nề suốt mười mấy năm trời. Mình tên Trần Thị Kim Cúc, sinh năm 1982. Mình sống tại Đồng Nai. Không biết sao mà nám mười mấy năm, mà nám đen hết cái mặt. Không dân nắng đâu, không có làm ngoài đồng, ngoài cán, ăn ở nhà trong bóng mát. Rồi mũi nó nám đen, rồi hai bên má nó cũng bị nám. Mà cứ ai bài mua gì sức cũng làm hết á, ai chỉ cái gì cũng làm hết á, mà nó không hết, nó cứ nám hoài vậy đó, không dám đi ra đường, không dám nhìn ai hết á. Người nào cũng chê hết, hẳn nhất mấy bà chị á, nói sao mày có tiền có bạc mà sao mày để mặt mày nám mà không biết làm cách nào á. Thì ngay cái lúc mà mình cái tâm trạng mình cũng bị nám vậy, mình nghe vậy đó, là thế là mình tìm tòi thì mình thấy nó hay quá, thế là lên thẳng thẩm mỹ viện. Dạ thưa bác sĩ, nói về nám thì đây có phải là một bệnh lý hay không ạ? Đúng như vậy đó anh Thơ ạ. Nám là một bệnh lý về da thẩm mỹ, làm tăng cái sắc tố mắc phải. Thật ra thì bình thường nè, da của chúng ta sẽ dĩ chúng ta có cái màu da như vậy là do một trong những cái sắc tố hình thành nên màu da, đó là cái sắc tố nâu hay còn gọi là melanin. Tuy nhiên vì một cái số nguyên nhân hay yếu tố nào đó, ví dụ như là do di truyền chẳng hạn, do sử dụng mỹ phẩm không đúng cách, do sử dụng nội tiết, ví dụ như là thời kỳ mang thai, hoặc là chúng ta sử dụng những cái thuốc uống ngừa thai, cũng thậm chí là cái cách chăm sóc da của chúng ta không đúng, thì nó vẫn có thể làm cho cái lượng melanin này nó tăng một cách quá mức, và vô hình chung lúc đó thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng sạm nám da. Thật sự thì nám chúng ta thấy là nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả sức khỏe bên trong cả, nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới cái diện mạo bên ngoài của chúng ta, và nó làm cho chúng ta cảm thấy là tự ti hay lo lắng hay suy nghĩ, và từ đó thì chính những cái suy nghĩ, những cái lo lắng đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của chúng ta. Mà chúng ta hay nghe nói là tâm sinh bệnh, đúng không? Thì đó, thì chính vì vậy mà cứ lâu dần với những cái suy nghĩ lo lắng như vậy thì nó làm cho ảnh hưởng tới sức khỏe, và nó cứ một vòng lẩn quẩn như vậy mà không lối thoát. Như bác sĩ nói là tâm sinh bệnh theo Mười nghĩ cũng đúng. Tại vì Mười có một người bạn thực ra bị nám thôi mà cứ rầu rĩ hoài, không cảm thấy vui, mà càng rầu vậy làm cho mình cảm thấy mệt hơn. Hỏi tại sao vậy, nó chứ bây giờ cái mặt nám như vậy mình sẽ không buồn sao được. Buồn không biết chữa trị bằng cách nào, đâm ra rầu, rầu có làm sinh bệnh. Vậy thì với cái trường hợp của chị Cúc là sau khi mà có những cái bước thăm khám ban đầu thì bác sĩ đã lên một cái liệu trình điều trị như thế nào cho chị Cúc ạ? Mình có kê cho chị một cái liệu trình điều trị là 30 lần điều trị laser nám, những cái vấn đề sắc tố, đốm nâu, đồi mồi, và một lần điều trị laser cho những cái phần mà gây sừng ánh sáng do lão hóa, và một cái liệu trình tiêm 3 lần để trẻ hóa da. Với cái phác đồ đó thông thường thì nó sẽ diễn ra là khoảng là 5 đến 6 tháng. Và thưa quý vị, chắc hẳn là bây giờ thì quý vị cũng đang giống như anh Thơ hay chị Thị Mười, đang rất là nóng lòng mong muốn được gặp gỡ ngay nhân vật của chương trình kỳ này. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ chị Cúc. Là nhà chị ngoại hả? Đúng rồi. Hai người á. Thực sự là một cái sự thay đổi quá ngoạn mục đúng không ạ? Em không còn nhìn thấy một cái dấu vết nào. Hết nám luôn. Hết luôn hả chị? Hết luôn á. Mừng chứ. Thì nói chung mình nghĩ thấy cái mặt mình dày rồi nghĩ chắc không hết. Thôi làm đỡ nhiều hay nhiều thôi. Mà thật sự làm đi có 10 tuần đầu tiên đã thấy nó giảm 80% rồi. Nó đến đi tiếp nữa là không còn nám luôn, cái lỗ mũi nó nám đen luôn mà chịu đựng mười mấy năm á. Sao không đi làm sớm? Đâu đi. Có biết đâu, cứ ai cũng bài nè, ăn đồ mát vô, rồi bài thuốc này thuốc kia đựng sức, cũng sức nghe người ta có cũng sức nám nhiều hơn chắc đó. Vậy quá à. Thì hôm nay thẳng đến chương trình thì chị cũng cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình đã cho chị hôm nay là có làn da đẹp như thế này. Rất là cảm ơn. Em cảm ơn chị Cúc rất là nhiều đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thụy Mười và cảm ơn bác sĩ Minh Nhật rất là nhiều đã đồng hành cùng anh Thơ ạ. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.